Alo ạ. Alo, chào bác sĩ Dạ ạ. vâng ạ, xin được chào vị thính giả. Xin Dạ mời vâng. vị nữ thính giả chúng ta hãy cùng nói to hơn một chút, giới thiệu qua về bản thân mình cũng như đặt câu hỏi cho bác sĩ chị nhé. Vâng ạ, chị sẽ chào bác sĩ. Bác sĩ có một câu hỏi là cháu thì đấy rất là có bị viêm thanh quản đấy ạ. Là cháu bị ho nhiều ấy. Và cũng có đi khám thì cũng có được kê cái CTU. Nhưng gần đây là ho nhiều quá nó chuyển sang sản tiếng ấy. Và có mua thêm cái sản phẩm tiết huyết thanh về để uống để giảm được cái triệu chứng là sản tiếng ấy. Thì cháu uống được 10 hộp ấy thì thấy cái triệu chứng nó cũng được giảm đi, cái tình trạng sản tiếng nó cũng được giảm đi rồi. Thì cháu hỏi bác sĩ là cháu muốn dùng lâu dài nó vừa ngăn chặn cái viêm thanh quản tái phát và cái sản tiếng tái phát được không ạ? Vâng ạ, chúng tôi đã tiếp nhận câu hỏi của thính giả rồi ạ. Và xin mời thính giả hãy cùng lắng nghe phần chia sẻ tư vấn từ bác sĩ Trần Quang Đạt. Dạ vâng, cảm ơn biên tập viên Ngọc Mai. Với câu hỏi của thính giả thì thế này, cái viêm thanh quản mà có cái ho khản tiếng thì đây là cái thường thường gặp rồi. Và bản thân chị gặp và đã sử dụng cái tiêu khiết thanh mới được một hộp, nó cũng đã giảm và thế chứng tỏ rằng cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe tiêu khiết thanh là hợp với tình trạng mà khản tiếng của chị. Chị có thể tiếp tục sử dụng để cho cái tiếng nó trong lại như xưa. Thế chị hỏi tôi là dùng lâu dài được không? Thì ta dùng đến cái lúc mà nó trong thì thôi, chúng ta nghỉ nó tí. Bao giờ nó khản thì ta dùng tiếp. Chứ bây giờ nó trong rồi mà vẫn dùng nữa thì nó vô lý người người. Có bệnh thì mới có phải uống. Chứ còn khi nó đã giảm rồi thì chúng ta dừng nó lại. Nhưng có thể nói là phải uống tối thiểu nó phải từ 1 đến 3 tháng cơ. Một hộp thì nó chưa khỏi được cho chị đâu. Nhá. Vì đây nó không phải là thuốc mà. Vâng ạ, xin được cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ Đạt.